Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem của xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tiến đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh ra. Họ thông nhà vua rằng: tại Bethlehem của xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn dắt Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về đời thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các anh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường và tìm ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương lại đi trước họ mãi tới nơi và đợi lại chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình. Đó là lời Kính thưa anh chị em, hôm nay là lễ hiển linh. Cái sự lễ hiển linh, cái chữ hiển linh, tôi đã cắt nghĩa đầu để một chút cho anh chị em. Linh là thần linh, hiển là tỏ ra, là thần linh tỏ ra cho chúng ta. Thì đây là một cái mặt khác của lễ Giáng sinh. Bởi vì thực ra ta gọi là lễ Giáng sinh là chúng ta nhấn mạnh vào sinh ra, nhưng mà giáo hội từ đầu không nhấn mạnh vào sinh ra, và giáo hội nhấn mạnh vào Thiên Chúa là người. Còn ngày nào Chúa sinh ra cũng được hết, ngày nào cũng tốt hết, biết là quan trọng là chúng ta thấy Chúa sinh ra, Chúa làm người. Và khi Chúa làm người thì Ngài tỏ ra cho chúng ta thấy Ngài là Thiên Chúa. Ở nơi hang đá Bethlehem thì các mục đồng nhìn thấy đó là Thiên Chúa, bởi vì Thiên Thần nói: đây ta báo cho các ngươi một tin vui, đó là tin vui cho toàn dân, hôm nay đấng cứu thế sinh ra cho các ngươi trong thành Bethlehem. Rồi họ hối hả đến nơi và thấy như Thiên Thần nói, và họ nhìn hài nhi, đó là Thiên Chúa là người. Hôm nay lễ hiển linh thì Chúa lại tìm ra một cách là cho con người nhìn thấy Chúa, tìm thấy Chúa. Đặc biệt là ba vị đạo sĩ là có ánh sao đến gặp tình, gặp mặt, gặp thấy Chúa, và anh chị thấy họ tìm Chúa bây giờ bằng cái từ ngữ khác là: chúng tôi đi tìm vua người Do Thái. Mà trong cái ngôn ngữ vua người Do Thái ở Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Vì thế họ mới đem vàng, nhũ hương và mộc dược, vì là ông vua người Do Thái là đấng cứu thế, họ mới đưa cái điều đó. Và vì thế hôm nay xét được một cái cảnh nào đó, Chúa tỏ mình ra cho những người đi tìm Chúa bằng cách này hay cách khác, đó là một hành trình đi tìm. Thế thì tôi muốn thưa với anh chị em hai điều sau đây. Điều thứ nhất là ba vị đạo sĩ hôm nay đi tìm Chúa thì trong lòng của họ là họ đã ước ao đi tìm đấng cứu thế, đi tìm cái vua của Do Thái là đấng cứu thế đó. Thế thì trước hết là anh chị em lưu ý một cái chi tiết này, là chúng ta là vấn đề rất là thời sự đó. Bởi vì lễ hiển linh hôm nay soi sáng cho chúng ta một cái vấn đề là rất thường chúng ta hay quan niệm là theo đạo, là chọn cái đạo này, chọn đạo kia, đạo nào cũng tốt. Nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nói như vậy rất là nguy hiểm. Người ta sẽ lập luận là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt cả, đạo nào cũng được cả. Không có việc gì mà phải bỏ theo đạo này hay bỏ đạo kia. Nguy hiểm ở cái chỗ như vậy đó, là bởi vì cái đồng hóa đạo chỉ là vấn đề tốt đó, thì chúng ta sẽ không thể trả lời cho được những người mà họ không có theo đạo nào cả, mà họ sống rất là tốt. Anh chị
chị em có đồng ý với tôi, nhiều người họ không có tôn giáo, họ sống tốt đâu, ai đồng ý cho tay xem nào. Cảm ơn anh chị em có kinh nghiệm đó. Những người họ không có tôn giáo, họ sống rất là tốt. Vậy thì những người có tôn giáo của chúng ta làm cái việc thừa, vì họ không cần tôn giáo, họ vẫn tốt rồi. Rất là nguy hiểm ở cái chỗ đó đó. Vậy thì vấn đề theo đạo là cái vấn đề gì? Vấn đề tốt là cái chuyện làm người chúng ta phải sống tốt. Chúng ta làm người mà chúng ta không sống tốt, không sống lương thiện thì khỏi cần tôn giáo. Luật pháp của mọi quốc gia phải có để trừng trị những kẻ bất lương, khỏi cần phải tôn giáo can thiệp. Vậy thì chúng ta theo đạo là cái gì? Tin mừng hôm nay soi cho chúng ta là cái vấn đề đó. Theo đạo là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Chúa. Vì thế chúng ta phải đổi cái dùng từ nay sắp tới chúng ta phải gọi là chúng ta không phải theo đạo, vì cái chữ đạo nó làm nghi nghĩa, nó làm cho chúng ta hiểu lầm, mà chúng ta phải nói là theo Chúa. Anh chị em nhớ cái dùng từ này, theo Chúa. Theo Chúa là quan trọng, mà theo Chúa thì tìm Ngài, tìm Ngài để theo. Vì nếu chúng ta không tìm Chúa đó, không tìm cái đấng mà chúng ta theo á, chúng ta sẽ biến tôn giáo thành một thứ đổi chác. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng là tôi được vợ, tôi được chồng thì bây giờ theo đạo để thỏa mãn cái đòi hỏi của bên nhà vợ hoặc nhà chồng, để tôi được vợ, được chồng rồi sau đó tôi không có theo tôn giáo này nữa, bởi vì tôi không chọn tôn giáo này. Kinh nghiệm nó nhan nhản anh chị em. Vậy thì hôm nay chúng ta nói với nhau, những người đã theo Chúa, về hành trình theo Chúa. Do đó có vấn đề được đặt ra là chúng ta tìm Chúa như ba vị đạo sĩ này. Vậy tìm Chúa nó gồm có cái gì? Nó gồm có ba bước sau đây. Bước thứ nhất, đầu tiên là cái bước cơ bản đó, là khao khát tìm kiếm Ngài. Trước khi tìm kiếm, trước khi vị đạo sĩ nhìn ba nhìn cái ngôi sao để tìm, họ trong lòng họ đã khao khát rồi, họ đã mong mỏi tìm một cái dấu chỉ rồi. Trước khi thấy ngôi sao, họ đã muốn đi đợi đi tìm rồi. Lòng đầu tiên trong lòng muốn đã, trong lòng không muốn thì xin lỗi, có ngôi sao có hiện ra có bao nhiêu thì cũng mặc cách kệ, thầy kệ. Như vậy thì chúng ta phải ước muốn, và chính cái ước muốn này nó thôi thúc chúng ta đi tìm. Đi tìm ai tìm? Không tìm phải cái tốt mà tìm có con người. Không phải là tìm cái tốt để mà xấu, không phải tìm con người. Đây là một cái ví dụ đây. Ví dụ về tình yêu là rất là rõ. Anh chị em ai có kinh nghiệm về yêu thì chúng ta sẽ hiểu liền. Chúng ta bất luận người đó là gì, là người đó là dân trí thức, có địa vị hay là có tài sản, không quan trọng đối với tôi, mà người đó tôi yêu là được. Tôi yêu là được. Tôi đi tìm những người tôi mong mỏi trong lòng. Tôi xin phép hơi so sánh một cách khập khiễng một tí. Nhiều người gặp rất nhiều người, xin lỗi, nhiều người, nhiều bạn trai gặp rất nhiều bạn gái trong cuộc đời mà vẫn không có thể kết bạn với được cái người đó được. Và nhiều bạn gái cũng tương tự như vậy. Tôi không hiểu tại sao có những người mà cuối cùng họ kết hôn với nhau, mà có những người ở những vùng rất xa vô cùng mà cuối cùng họ tiến tới hôn nhân. Một cái lý do nào tôi không hiểu. Họ tìm gặp, họ thấy nhiều người nhưng không người nào đáp ứng được khát vọng trong tâm hồn của họ, nên họ không thấy cái người họ yêu. Ai đồng ý như vậy giơ tay em xem nào. Cảm ơn. Em chưa thấy người em yêu thì em có trông thấy cái người đó có đi qua đi lại, có quyến rũ em thế nào? Em chưa có yêu thì cũng xin vui lòng đứng ngoài bên lề. Chúng ta tìm người chúng ta yêu rồi. Khi tìm người chúng ta yêu, tôi xin mở đơn vị hơi tếu táo đi nhé. Nhiều khi bố mẹ hay bạn bè bảo này, mày thích đứa đó hơn, nó có chữ, có nghĩa, nó có địa vị, nó có tiền bạc. Gặp đúng lúc mình đã yêu, ngay cái đứa nó viết tật, mới chán chân.
Ôi già ơi, nó khuyết tật mà lại yêu mới lạ đời. Tôi lắm lúc tôi nghĩ thế này, bởi vì nó khuyết tật nên tôi yêu, còn nếu mà nó tròn trịa như mọi người thì lại không yêu. Không ai có thể giải thích được, bởi vì tôi tìm người tôi yêu. Và khi tôi gặp người tôi yêu là cái khát vọng tôi được đáp ứng. Như vậy, tôi xin lỗi em chị em, không có tiêu chuẩn của thế giới rằng phải yêu người này hay yêu người kia. Khi người đó, chỉ người đó đáp ứng khát vọng của tôi thì là tôi yêu. Mức độ thứ nhất của đức tin là mức độ khát vọng. Mà nếu không có khát vọng, chúng ta không có tìm Chúa đâu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mức độ thứ hai của đi tìm Chúa đó là lên đường, lên đường. Ba vị đạo sĩ nhìn thấy cái dấu chỉ rồi đó, thấy rồi đó, đây là dấu chỉ của Chúa, lên đường. Mà lên đường thì vất vả. Đường từ Đông Phương cho đến Bethlehem. Hồi xưa Đông Phương á, người ta hiểu Đông Phương, còn bây giờ chúng ta hiểu ngôn ngữ hiện nay là Iran, Iraq đó, Iran, Iraq đó. Mà từ Iran, Iraq mà đến Bethlehem, đất nước của đất nước Do Thái, đi mà đi theo phương tiện hiện đại nhất thời đó là lạc đà hay ngựa đó, vừa đi vừa nghỉ là 3 tháng, mà 3 tháng không có đi máy bay, chúng ta cái kèo có đến được đâu, mà đi vất vả như vậy. Rồi lúc thì ngôi sao hiện ra, lúc thì ẩn, rồi lại vào hỏi cái ông vua Herode, gặp cái ông vua cả chớn này nữa, ông lại không có biết, ông lại bảo bố đứa nào vậy, tao đi làm vua mà bây giờ đứa nào mà sinh ra, ông vua nào mà sinh ra đây. Một đoạn này nhé, đi tìm nhé, anh chị em, cái ông đấy ông lơ mơ lắm, ông vua đấy ông lơ mơ lắm, ông nghe cái hoảng hốt, ông nghe cái ông vua con sinh ra, cái ông hết hồn. Ông triệu tập các những người thông thạo luật, ông bảo này nghe mấy cái người này nói, vua nào vậy? Gặp ngay mấy cái ông đạo sĩ, à xin lỗi, mấy ông luật sĩ và những người tiến sĩ luật nói, sách bảo rằng tại Bethlehem, từ hoàng cung chỗ Herode ở đến Bethlehem là 5 cây số, tựa giống như Gò Vấp xuống An Nhơn giống như Bethlehem vậy đó, tựa cho dễ hiểu. Thế là sách bảo, ông bảo này đây nhé, tôi không biết các ông làm tôi hoảng hồn, ông vua con nào sinh ra vậy, sách bảo ở Bethlehem, đi đến Bethlehem đi, các anh ấy điều tra cẩn thận đúng như vậy, hãy báo lại cho chậm để chậm thì chết tươi rồi thằng bé này luôn, chết liền. Thế thì mấy vị này đi đến khi gặp Chúa rồi, thiên thần bảo đừng có quay trở lại Herode nữa. Ông này tức mình và bảo, ta đã có thủ đoạn rồi mà sao mấy cái người đấy cũng bắt được cái mặt hoặc bắt được cái mảnh của ta. Vậy bây giờ bằng cách này giết sạch hết tất cả những trẻ con từ 2 tuổi trở xuống, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh chị em thấy Herode độc ác chưa? Độc ác quá là độc ác. Các vị đạo sĩ trông thấy quá độc ác như vậy. Anh chị em, trong cuộc đời chúng ta, tôi thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta đi tìm Chúa, chúng ta gặp thấy có những người rất ác, rất ác. Tôi dám thưa với anh chị em, vì có những người đã theo Chúa rồi, nhưng ông chủ của mình, bạn của mình, hay sếp của mình là người Công giáo, quá độc ác, nên họ bỏ đạo luôn, bỏ đạo luôn. Họ đến là nói tôi mà, tôi bỏ đạo luôn. Anh chị em thấy chưa? Mất đức tin vì những cái kẻ độc ác theo Chúa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, mấy cái ông hoàn luật sĩ đó, ông ấy chỉ ở Bethlehem. Chính xác mà anh chị em, chính xác vậy. Thế nào mấy ông này đi ra là đúng đấy. Thế nhưng mà ông biết, nhưng ông không đi. Thánh Augustino nói làm sao không? Thánh Augustino ông sau thánh thế này, mấy cái ông luật sĩ này là mấy cột cây số đi từ đây, người ta chỉ từ đây cho đến Vũng Tàu, còn lại 2 cây số nữa thì mấy ông đạo sĩ, mấy ông luật sĩ là 2 cây số đó. Nhưng mà người ta đi thì người ta đến Vũng Tàu, còn mấy cái ông này là 1 cây số thì đứng yên đó, muôn đời cứ 2 cây số đứng đây mãi, không bao giờ gặp Chúa. Anh chị em, nhiều người cho chúng ta biết nhưng không đi tìm, không đi tìm. Thú thật là biết rõ cái điều đó nhưng mà không cố gắng. Chúng ta là những người lắm khi tìm Chúa, biết Chúa rồi cố gắng đến với Chúa, nhưng mà thôi, cái này cái kia nó giữ chúng ta lại, chúng ta không
tiến bước nữa, dừng lại đến cái chỗ đó, thế là thôi, người khác đi sau tiến tới, còn chúng ta thì đứng tại chỗ. Tôi xin lỗi anh chị em nha, nhiều người công giáo của chúng ta theo Chúa lâu năm, chúng ta chỉ dẫn cho những người mới theo Chúa về cái này cái kia trong đạo rất là giỏi, nhưng chúng ta là một cái số. Trong khi đó các bạn những người mới theo Chúa họ lại đến gặp gỡ Chúa, họ sống hạnh phúc với Chúa, còn chúng ta thì là một cái số, cứ đứng nguyên tại chỗ thôi. Nói thì giỏi ơi là giỏi, miệng thì leo lẻo nói thì bố hay nói lại, thế nhưng mà hỏi có gặp gỡ Chúa không thì không. Vậy chúng ta coi chừng là những người công giáo là cột cây số chỉ cho người khác, còn chúng ta thì cả chả gặp Chúa bao giờ. Và điều thứ ba của các vị đạo sĩ là gì? Gặp gỡ Chúa rồi, nhưng mà anh chị em thử nghĩ xem, lắm lúc tôi cũng suy nghĩ này, tôi tìm mua người Do Thái, thế mà đi đến gặp ngay bà Maria mà mẹ hành vi thì đâu có ở trong cung điện đâu, lại ngay ở cái nhà chắc tồi tàn, mà đã thấy được ở nơi đó là Chúa, rồi dâng tiến Chúa vàng, nhũ hương và bầu trời. Chúa là đấng, không phải là cái chỗ mà chúng ta tìm kiếm theo ý muốn của chúng ta, mà chúng ta sẽ tìm Chúa theo ý muốn của Ngài. Tìm Chúa là tìm chính đấng mà chúng ta sẽ gặp Ngài, Ngài tỏ ra cho chúng ta xem thế nào là như thế vậy. Do đó coi chừng chúng ta tô vẽ một Thiên Chúa và chúng ta đi tìm Thiên Chúa ấy, nếu chúng ta tô vẽ Thiên Chúa ấy, chúng ta sẽ thất vọng và chúng ta sẽ quay trở về. Nhưng mà chúng ta tìm Thiên Chúa mà Ngài tỏ ra cho chúng ta như chính Ngài là như vậy, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và tràn trề niềm vui. Anh chị em, tôi xin phép kết thúc ở chỗ này. Thiên Chúa không xa vời anh chị em. Chúng ta đừng tô vẽ vợ của chúng ta phải là một hoàng hậu thế này, chồng của chúng ta phải là một ông vua thế này. Chúng ta dễ tô vẽ về chồng, vợ, con chúng ta bằng cái hình ảnh mà chúng ta muốn lắm, chúng ta muốn điều đó lắm. Đến khi chúng ta về ở với nhau, chúng ta tô vẽ cái hình đó không được. Cuối cùng, chúng ta không chấp nhận của Thiên Chúa, hay nói cách khác, xin lỗi anh chị em, Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta nơi những con người rất tầm thường chúng ta, thậm chí ngay cả con người yếu đuối và tội lỗi nữa, chúng ta không chấp nhận. Chúng ta cứ tô vẽ như vậy, mà cứ tô vẽ như vậy, cứ tìm suốt này. Tôi dám thưa với anh chị em một điều này, anh chị em tô vẽ được cái về cái người mình yêu bằng cái hình ảnh của anh chị em, mà anh chị em không chấp nhận cái thực tế của cái người mà Chúa tỏ ra qua cái khuôn mặt của họ, không bao giờ chúng ta được thỏa mãn hết, và lúc nào chúng ta cũng bị dày vò. Nhưng Chúa lại tỏ mình ra cho chúng ta một khuôn mặt rất khiêm tốn, và trong sự khiêm tốn đó thì chúng ta tràn đầy hạnh phúc của người. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta, xin Chúa tỏ mình ra cho ba vị bạn đạo sĩ, thì đức tin của chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta khao khát vì thế. Niềm tin của chúng ta là niềm tin trong lòng của chúng ta, niềm tin của chúng ta là một cuộc lên đường tìm Chúa, và niềm tin của chúng ta là gặp gỡ khuôn mặt của Chúa rất hiền diệu và rất tầm thường ở nơi tất cả anh chị em chúng ta và ở nơi Chúa chúng ta khi chúng ta gặp gỡ người trong cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng